anh em sẽ có up cái map Redstone of Living Death. Red The Redstone of Living Death. Safe house. Good thinking. Set house. I ever tell you about the time my buddy Ellis stole a race car from một the map, mall map, and drove map. It over some zombies? Hell no. Hell no. Thì tất nhiên cái đầu lâu rồi, chán chán rồi ấy, để cái map này tử thủ mới chết. Quỷ. Đợi đợi chắc đéo phải tử thủ đâu. Ô sao được đâu biết kia rồi. Quá. Mẹ giải kịp mẹ, mỗi người có một cái kit. Vẫn luôn hồi lưu, vẫn hồi lưu vũ khí bắn trước của mà anh em rồi. Cái lầu. Nó bắn nhanh thế. Ừ, may quá, không hỏi đơn mất của mình. Cái lồi gì bắn nhanh vãi. Đi rồi, đi rồi, đi rồi, đi rồi. Đi rồi. Có mỗi cái anh nhỉ? Em phải tiết kiệm đồ khổ. Và mong gì là có euro này. Tao chả thấy cái chữ euro nào cả. Tao thấy có chữ hai chữ ngay trước cửa. Anh không đau cái bản fix đúng không? Anh phải đau bản fix cho về chứ. Anh đau cả bản fix mà anh bấm fix ở đây. Anh đau sao? Anh đau màu đỏ này. Hay là Sida của anh ấy không đau, anh không đẩy được. Ui, bắn xong được súng. Cái nhà này ấy rồi mà. Nhà vào rồi mà. Dọc vào đường này. Đấy biết đi nào nhỉ, đi nào. Cái nhà này vừa vào rồi đấy. Trong này đâu có đường. Hình như đi sau cái nhà này sao mày. Ở đây có một cái đường này. Ở đây, đây có cái cửa này. Rồi, nhưng mà đéo làm gì được đạt à? Ô đi qua được à? Đi qua được nhưng đéo có gì cả. Lát đấy. Đứng bên này, đứng bên này, đứng bên này sao này. Cái cửa đường, lao qua được mà chảy. Ông y map này cố thủ lắm mày ạ. Mẹ đứng bên mẹ giờ. Restoration Armory. Về nhà. Phải go. Đây chỗ này mấy cái ngõ ngách này. Đi đi. Ủa đây ở hàng rồi. Đường đây giờ cháu ơi. Nhanh thế. Kìa vẫn còn kìa. Có cái gì đỏ 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 đây nhà anh em. Lấy gỗ à? Đây còn hai hộp pill mà. Đây ba hộp pill nhiều thế. Ăn còn chả hết. Tình hình là map mà chỉ có pill nhá, không kit đâu. Thận giữ kit nữa. Tự nhiên mấy nó đã hiểu luôn nhỉ? Nó lấy bắt lấy cái gỗ đây làm gì nhìn đốt lò mày ạ. Nay kinh à, sửa chữa đạt ạ. À cố thủ mắt mày thủ rồi, mắt mày thủ, mắt mày thủ rồi. Survival kiểu survival rồi. Ta đéo thích những cái map thủ thủ ở đâu nhá. Mày vừa chơi gì á? Mày đang chơi luôn đi. Tao biết đéo map mày map thủ ở đâu. Ờ map thủ thật. Mấy cái điểm đỏ kia ra bịt hết mấy điểm đỏ là sao luôn. Sạc. Lấy mấy tấm gỗ đấy để cố thủ nhà. Ờ xong ấy nữa đi, vẫn còn một cái đỏ nữa đây. Cái đỏ nào? Mày phải làm hết hai lần mới được. Ừ, làm hai lần. Làm một lần nó mới hiện à. Kìa đỏ đỏ lấy gỗ tiếp kìa. Đi tiếp. Lành. Bán tin vậy. Đấy. Map vẫn lành. Map chí thủ ơi. Map tử thủ ấy rồi nè. Rất bình thường. Cover đó là tử thủ nào quái vào được ấy. Gỗ một thời gian quái nó cũng phải làm hỏng cái gỗ chứ. Nên đâm ra cũng thỉnh thoảng lại một sửa nó nữa. Bây giờ làm cái củ cải gì ở đây. Mà cũng đời.
Map chán nhỉ. Càng nhớ thì còn được đánh em là tự thủ. Điều thật. Lấy gỗ ơi, nhớ phá tường nhanh thật đấy. Tí sập mẹ nhà đéo vấy được thì hết hơi. Thằng này hết mẹ đạn rồi. Về nhà xếp hâu kìa. Không bắn đứng thủ ở đây thì thằng nào đưa bắn hộ đâu. Mẹ tí nó vào hết rồi. Chạy xung quanh mỗi thằng một góc nhéo nữa. Hết đạn rồi, nhặt đạn đi ai thủ cứ chơi cho. Đặt đạn ở nhà đi. Nhập đạn đi tí mỗi thằng boss mỗi thằng từ con một góc. Tôi đang đéo hiểu là từ thủ ấy để là có cái ban kìa. Thế như từ thủ mỗi từ thủ không đâu còn mấy cái nữa hay sao chứ đấy cái bàn kìa. Đó phải bàn mày ạ. À lấy cái bàn để lấy gỗ à. Không hiểu ấy mà là củ cải đấy làm gì nhỉ. Phải đâu cái đỏ là cái gì đấy. Đỏ vẫn là gỗ. Đúng rồi. Vẫn là gỗ mà. À đây. Hình như đây ra nhỉ. Đấy ra đây bịt. Ra đây bịt à, nó. Lấy mấy cái này bịt lại. Ờ ra đây bịt cái này lại. Thế thôi. Có thứ còn biến nữa nhỉ. Sàm tước vãi. Hóa ra là lấy mấy cái bàn gỗ chắc về sau lấy hết đồ ở cái nhà ra để bịt. Lão ngoài trước mày đông vẽ lùn này. Không có vờ là nó vào đông lắm mày. Đi đi ông nám rồi, lạc trôn. Đi. Dập kinh thật đấy. Đỡ rồi. Bịt lấy cửa đi bịt cửa. Hóa ra cốt truyện là đi bịt cửa đi. Map survival mẹ rồi. Có cả nhạc nhẽo mới ghê. Đi bách cái lồn đi con mẹ mày cố thủ ấy bách. Ừ, xem có không? Rồi. Đi để vốt thế đéo được đi để. Chỉ có mày anh Long thôi, bọn kia mẹ đồng đội tao nhanh nhỏ lắm. Thịt mẹ chúng mày. Thịt mẹ mày cứ thích chai hát cơ. Thịt map survival đứng chạy đi chạy lại này có gì đâu. Con làm cái gì đâu. Thằng Aren kia ở đâu ấy nhỉ, Aren ấy. Mày vừa chạy đi chạy lại này có cái việc gì đâu. Nhà cư vi bất tiện ở đây. Lại đi đập bàn đập ghế đấy. Lần này lấy cái cửa là cái lỗ. Lập lấy cái bàn à? À đủ. À. Đây ra đây bịt lần nữa. À. Bịt thêm một tầng nữa. Lấy. Bịt lắm đấy. Đấy, bịt thêm cái bàn. Ôi giời. Chán. Đấy, có gỗ rồi. Cái gì đấy? Ôi. Cái gì đấy? Anh em ơi, chỗ đường này thụt mẹ rồi này. Đâu đủ. Này cover của anh cái này đi, tăng thì vãi lồn đi, tăng kìa. Anh ngủ rồi. Fuck từng ship. Nó tăng kẹt mẹ rồi này. Mày quá, anh bấm E kịp nhanh. Nó kẹt mẹ đấy rồi đó vào được mẹ. Cái cửa bé quá, không chưa vào được. Đó phải cửa bé. Mà là gì vậy? Anh em mình tính cả rồi. Cái cửa bé vãi lành. Thì vậy nó vào kìa, thì vẫn đông vãi lồn luôn. Đâu đây? Đâu đây? Mấy cửa đằng này. Mất mất nè. Đi đâu đây? Ủa. Tới á, tới. Năng nó còn bị cái cửa này nữa, xem. Tí nữa là lấy cái tổ là mình thôi. Nghe lần nữa, nghe hai lần là chắc cô rồi.
gỗ đâu ấy? Gỗ ở nhặt một, chỉ cần một thằng nhặt thôi là bọn kia nó tự có gỗ, nó phịt mà. Mẹ sao có bỏ tao phát nhỉ? Có mơ ngoài kìa. Có bỏ tao đi. Quay, con này đâu mà nguy hiểm thật đấy. Ngã môn. Điện chúng mày lấy gì chúng mày có đây mang bắn rồi chú, anh em ơi ra cố thủ này đi, bịt cái mẹ đường này. Đây bình sắt, để bình sắt gỗ tiếp nhở. Rồi thì bình sắt thì bịt cái chỗ ấy đi, cái nát gì đi trúng rồi bây giờ nhà đi rồi nha mày. Tăng mày ơi. Đánh rồi. Đi mẹ còn lấy cả cái cửa nữa thì tao cũng chịu mày. Ôi vãi cái thằng lên bắn mẹ nó cửa ra để vào nó dễ à. Chết ngu rồi. Ông bịt cái kiểu gì anh? Đóng cửa đây, đóng cửa lên này. Đấy, cửa an toàn rồi. Hách lão kìa, sắp nát kìa. Cửa này an toàn rồi, không phải thủ đấy nữa, ý là thế. Cửa an toàn rồi, giờ đi kiếm thêm từ cửa nữa đi, hiểu không? Các chú đừng co vào một cửa, chạy cửa khác đi. Cái map survival của một người ở đây. Sao lại có quá nhà đấy? Nó đục thủng được ấy. Đục thủng thế nào nhỉ? Hay cứ mẹ rồi thủ quá nhỉ. Thế nào đây? Ừ, bây giờ bịt kín rồi. Chớ hiểu bao giờ hết map này. Có xanh nhỉ? Xanh ở đâu đấy? Chắc còn cái cửa này đã bị nốt ở đâu đây? Chắc còn mỗi cửa này là nhớ biết bịt ở đâu. Từ từ tí nhé, con trắng này nó xanh ở ra rồi. Cảm thủ quá. Ôi mẹ nó phá nhanh cửa đấy. Mày bố tân bắn được cửa thì sẽ sợ là con e rồi này. Yêu gì nó đỏ đỏ cũng được. Kìa kìa, e đi. Giờ tao còn làm cái gì ở đây? Có các cửa nó bịt hết rồi. Có quan tài đi mà đéo mở ra được. Vãi cả speeder. Đây mày thấy tao thấy lên trắng rồi. Nhưng mà đi mẹ. Tao lên trắng kìa. Trắng đây rồi. Cửa này lại. Biết đâu cửa lại. À, vừa. Ý là anh em nhặt từng mảnh ghép nó rồi ghép lại cái cửa ấy chưa? Mẹ tao nhắc rồi, có một con tanh kìa. Tăng đầu. Thôi không sao, chơi đi. Gần đóng cửa rồi. Ngon. Vậy cái map. Cái map thật là vần lờ. Thế là thì bao giờ chúng ta mới thể qua được cái map này đây? Nếu mà chúng nó mà nhốt ở mình ở ngoài. Nó giúp anh em ở ngoài chết luôn. Mà cần quái gì anh em cố thủ trong nhà. Không cho anh em mình ra ngoài. Và ngoài có rất nhiều đồ. Kéo chết hết cả lũ kia. Đi thủ trong nhà thì kiểu gì chết.